Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Nhật ký cao điểm 384, tập 3. Anh tháo khăn quyết tử nâng trên tay. Tổ quốc đã giao cho ta ngọn đồi 384 này. Đơn vị và chi bộ đã giao cho ta khăn quyết tử này. Chúng ta phải sống cho ra sống, chết cho ra chết, để xứng đáng với niềm tin và sự trao gửi đấy. Các em có làm được như điều anh nói không? Chúng tôi trả lời, chúng em sẽ làm tốt. Anh gật đầu rồi nói tiếp, hãy thanh thản chấp nhận các em ạ. Đời người ta, sống, chết chỉ có một lần. Dù phải hy sinh trong trận chiến tại ngọn đồi này cũng chẳng có gì phải ân hận, vì đây chính là ranh giới giữa vàng và thau. Toán nói chậm rãi như dần từng tiếng, khẳng định dứt khoát quyết tâm của tổ cũng như của mình. Không còn có chi viện nữa, trong khi địch quyết tâm xóa sổ mình trong ngày này, nghĩa là đơn vị đã giao đặc trách cho anh em tại đồi 384. Dừng lại một lúc, anh nói tiếp, không để chúng nó diễu võ dương oai, phải đánh đến giọt máu cuối cùng. Anh nghiến răng lại quay hàm mạnh ra, tỏ rõ một thái độ căm giận hừng hực. Bọn pháo nó thả sức dập lên đầu mình. Bao nhiêu anh em hy sinh vì chúng nó, thù này phải trả. Cho dù anh em phải chết, cũng cõng vài chục thằng chết theo. Tôi nhắc lại, phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tình huống xấu nhất giật liều đạn cùng chết với chúng nó. Không thể để chúng nó bắt, nó dễ coi thường mình. Phải buộc chúng nó khiếp đảm lính 384. Lời của Toán, thái độ và ý chí của Toán cứng rắn và đành thép như một lời thề. Chúng tôi trong tay cầm khăn quyết tử, giơ cao hơn trán thề. Cho dù phải chiến đấu trong tình huống nào cũng phải giữ được trận địa. Con người phải còn chốt. Bọn giặc có phải bước qua xác anh em mới lấy được 384 này. Tôi phải cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ, giản đơn mọi ngõ ngách bằng một suy nghĩ, sẵn sàng chấp nhận cái chết. Anh em đồng đội hy sinh được, mình cũng làm được. Tuyệt nhiên không dám nghĩ tới cái tôi lúc này, vì điều đó sẽ dẫn đến những đắm đuối yếu hèn. Lúc này chỉ cần mùi lòng một chút thôi, cái ý thức ham sống sợ chết sẽ kéo ta trở thành tên hèn nhát. Hèn nhát lúc này sẽ trở thành một nỗi nhục không lấy gì chuộc lại. Đây là ranh giới giữa cao thượng và thấp hèn, phải chọn lấy một. Tôi là một chiến binh, phải hành động cho xứng đáng là một chiến binh, không thể làm tên hèn nhát được. Đó là lựa chọn dứt khoát của tôi. Trời còn đêm, chúng tôi tranh thủ củng cố công sự, xem xét lại toàn bộ vũ khí của ta, của các chiến sĩ bỏ lại, vũ khí lột từ giặc, kiểm tra lại nước uống. Mở sáng, địch bắn pháo, Thực bị thương, mảnh pháo văng vào đầu. Như vậy lực lượng chiến đấu còn 3 người: anh Liễu, Toán, tôi. Buổi sáng, 3 chúng tôi, mỗi người một vị trí, chuẩn bị cho cái gì sắp tới. Tôi chọn hòn đá trên đỉnh núi để cảnh giới. Lúc này, cái mệt và thèm ngủ lại lên tiếng mạnh mẽ. Mặt trời lên cao, cái nóng tăng lên, giữa trận địa tan hoang sơ xác. Sức phá, nổ của các loại đạn, bom, rocket, pháo đã tiêu diệt mọi sinh vật trên đồi. Đất đá trên đồi ngột ngang, phơi đầy mảnh bom, pháo, đạn các cứ sáng lòa. Trên đồi không còn vật gì tạo ra bóng mát, che ánh nắng, nên ngọn đồi càng nóng hơn dưới ánh nắng hè oi ả. Toán tới chỗ tôi, chỉ cho tôi rõ, một bọn lính Nam Triều Tiên dưới nắng hè đang vác đất đắp một ụ súng, là súng gì thì chưa rõ. Phía lưng đồi đồn sô đô thì ra Toán anh không chỉ ngồi không như tôi. Đầu óc của anh lúc nào cũng suy nghĩ, phán đoán âm mưu của địch để tìm cách đối phó, như một sĩ quan tham mưu. Nếu sau này anh còn sống thì khả năng ấy là đương nhiên. Dùng ống ngắm B-41 đo tính, phải diệt ngay, kẻo nó lại hiểm họa cho mình. Lúc sau Toán bắn, mấy quả đạn đầu chỉ nổ gần hoặc xung quanh ụ súng. Nhưng mỗi quả đạn nổ làm bọn lính kinh hoàng, nấp cả vào trong ụ đất. Toán nghiến răng bắn tiếp, quả đạn nổ trong ụ đất ít nhất cũng một số tên tòi mạng. Anh bắn tiếp, đất tung lên, hoan hô kiểu bình Toán. Bọn còn lại chạy bán sới về đồn sô đô, chỉ tiếc không có cối 60 mà cạch tiếp. Pháo lại oanh tạc trận địa. Chắc là bọn trong đồn sô đô bị mất một ụ súng và chết một số lính đã gọi pháo để trả thù chúng tôi chăng? Rồi lại trực thăng nữa, hai chiếc phóng pháo cá nẹp bắn dài như đỉa, thay nhau oanh tạc vào trận địa. Quả rocket làm sập một góc hầm chứa đồ đạc. May không có người ở đó, nhưng thiệt hại cũng không nhỏ. Số can đựng nước đã vỡ hết, không còn một giọt nước dự trữ nào nữa. Ngày hè trên đỉnh núi, chịu đựng ác liệt dưới cái nắng hè, không có nước uống, chúng tôi phải làm sao? Làm thế nào để chiến đấu ngày hôm nay đây? Sau lần oanh tạc, tôi gom các loại súng,
lựu đạn rồi giải lên Hảo. Dọc đường tiến, giúp, nghĩa là ở vị trí nào chúng tôi cũng sở được vũ khí giết người khi cần. Nắng trưa như đổ lửa, trên đỉnh núi mà những cơn gió mát cũng trốn đầu mất. Khát nước, chỉ còn nguồn nước chính của mình thải ra rồi lại uống vào. Cách duy nhất tiếp sức cho trận đánh sắp tới là như vậy. Trên đời hiếm có người lính nào đánh giặc trong hoàn cảnh như chúng tôi ở đây. Phải cố gắng giam chân chúng lại, đợi trời tối và đợi chi viện. Nếu trời tối, khó khăn sẽ giảm xuống, màn đêm sẽ giúp chúng tôi tích cực. Song, không thể kéo mặt trời xuống được, mới đang là buổi trưa. Bao giờ mới là buổi tối? Từ giờ đến tối sao lâu vậy? Thời gian như ngược trôi, càng mong trời càng lâu tối, cơn khát dày vò, đành phải đái ra uống vậy. Khẩu đại liên phía mỏm yên ngựa lại bắn, lần này nó bắn rất lâu mà chưa thấy bọn lính xuất hiện. Tôi sốt ruột, hay nó đi vòng, đánh úp hai bên sườn hoặc đằng sau. Anh Liếu bỏ tới chỗ tôi, cảnh giới cho tốt, chắc là nó đang chuẩn bị thôi, không có gì khác đâu mà lo. Đợi quân ta chi viện thì khó, chứ đợi giặc tấn công ở nơi này thì quá dễ. Khẩu đại liên lại bắn khai mào cho một trận đánh mới. Địch tấn công, chúng chia thành nhiều tốp, hè nhau xông lên. Tốp đi đầu nhằm đỉnh đồi xông tới, bọn đằng sau bắn M79, M72, kiềm chế tới quyết chiếm điểm khu vực bãi bom, ngổn ngang đất đá, thùng hố. Chúng tản rộng kiểu rích rắc, đạn M79 từ phía chúng nổ chát chúa về phía chúng tôi, bất chấp các loại đạn đang bắn về phía mình. Anh Liễu gác hai chân của khẩu trung liên lên bờ Hảo bằng động tác nhanh chính xác, rồi bất ngờ xiết cò bắn trả lại địch. Hành động của anh lúc đó rất chính xác. Nếu không, thằng địch sẽ kiềm chế gắt cao, làm chúng ta không thể phát dương hỏa lực mà đánh trả. Đạn trung liên của anh Liễu bắt chúng phải nằm bẹp xuống tránh đạn. Lựu đạn của tôi tung ra nổ giật. Bọn địch lăn ra giãy giụa, một số tên đứng dậy tháo chạy. Xong, từ phía lùm cây rậm phía chân đồi, một bọn khác ầm ầm xông lên. Khẩu trung liên của anh Liếu vẫn nổ quyết liệt, và đạn B41 của Toán vẫn đánh đạc nổ chính xác vào đội hình địch. Xong, bọn địch chia nhiều hướng, vẫn ầm ầm xông lên và gieo hò náo động. Tôi nghiến răng siết cò khẩu AK, nhưng tưởng như khẩu súng không đủ sức cản chúng. Tôi vứt súng, nhặt lựu đạn, ném. Đống lựu đạn hàng trăm quả đã tháo nắp an toàn, tôi chỉ còn một việc là rút và ném. Rút, ném về phía trước, khói mịt mù, cả dây tiếng nổ chuyển nhau. Phối hợp với hai khẩu hỏa lực của hai người đồng đội, tôi khẩn trương tung lựu đạn thật mạnh, ít nhất cũng tạo thành hàng rào lửa. Bọn địch khó mà vượt qua hàng rào ấy để nhảy vào công sự chốt. Bọn địch tạm lùi lại. Tôi kéo khẩu trung liên giá lên Hào, phải sử dụng loại này mới đủ sức cản địch. Địch lại ầm ầm xông lên, hô ca cha náo động. Tôi đưa đạn trung liên tới đầu, cả mảng người ở đó bị quét. Song bọn địch vẫn cố sống cố chết leo lên. Đạn B41 của Toán vẫn nổ chính xác vào đội hình địch. Hai khẩu trung liên của tôi và anh Liếu cũng càn rất quyết liệt. Song chưa bao giờ chúng lại xông lên với một mật độ đông như vậy. Vào lúc ấy, trung liên phía anh Liếu đột ngột tắt, không hiểu súng hóc hay hết đạn. Xong rồi tiếng AK lập tức thay trung liên. Vì vũ khí của chúng tôi rất nhiều, ở vị trí nào cũng có vũ khí giết giặc. Trước tình thế lâm vào quấn bách, tôi chỉ còn biết ghi chặt bán trung liên vào vai, nghiến răng siết cò. Bọn giặc vẫn liều chết xông lên. Bỗng chính lúc đó, anh Liễu nhảy lên khỏi công sự, đứng thẳng trên bờ Hào, nói gì rất to. Nhưng giữa trận đánh, trong vô vàn tiếng nổ của các loại đạn, tôi không nghe rõ lời anh. Tôi sửng sốt, lo ngại cho anh Liễu, không biết làm gì khác hơn là bắn thật mạnh vào những cái mũ sắt mỗi lúc một tiến gần về phía mình, hy vọng hỗ trợ cho anh Liễu. Anh Liễu đứng thẳng trên bờ Hào, khẩu AK trong tay quất chính diện vào đội hình quân giặc. Bọn giặc nằm bẹp xuống, chúng tránh đạn, chúng khiếp đảm vì chưa bao giờ, khi nào người lính của ta lại xuất hiện một cách trực diện, điềm tĩnh, hiền ngang, dũng mãnh đến như vậy. Giây khắc này đọng mãi trong tâm khảm của tôi. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đứng thẳng trên bờ chiến Hào, giữa khung cảnh mịt mù khói đạn, chân mở bằng vai, gió chiều làm tóc anh xòa xuống trán, khẩu súng trong tay liên tục nhả đạn, nét mặt hừng hực lửa căm giận. Hình ảnh của anh đã tượng trưng cho ý chí kiên cường, quyết không chịu lùi bước của chiến sĩ 384, của trung đội chốt đại đội 62 chúng tôi. Khi bọn lính khiếp đảm phải nằm bẹp xuống tránh loạt đạn từ trong tay anh Liễu,
thì lập tức Khẩu Đại Liên lên tiếng. Anh Liễu đang xả những viên đạn cuối cùng vào lũ giặc thì loạt đạn Đại Liên của chúng đã bắn trúng đầu anh. Một nửa đầu trên bay mất. Anh từ từ quỵ xuống. Anh ngã xuống trong tư thế chiến đấu ngay bên bờ chiến hào. Lúc 3 giờ chiều hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 1972, thấy vậy bọn địch ào lên, bỏ hướng chính diện. Nơi anh ngã chúng vẫn còn kinh hãi. Chúng chia làm hai hướng, tôi và Toán. Một lũ người lao về phía tôi, khoảng cách đã khá gần. Thế là hết. Tôi bỏ súng, hơi lùi lại, sờ tay chụp quả liều đạn tăng anh Liễu đã tháo giúp. Chỉ còn động tác cuối cùng. Tôi chỉ còn một ý nghĩ, mình chết thì chúng nó cũng phải tàn xác, quyết không để chịu nó bắt sống. Và tôi giật mạnh, hất mạnh về phía trước. Một tia chớp, trời sập liền trong tức khắc. Tôi không hề hay biết gì nữa. Tới khi tôi tỉnh lại, thấy im ắng lạ thường. Cố nhiều lần mới chống tay ngồi. Khát nước và chóng mặt, tôi cảm thấy lo thực sự. Liệu mình có đủ sức để chịu đựng chiến đấu đến tối được hay không? Khát như muốn xé họng, phải cố gắng mà đái ra ống lon hộp. Nước tiểu đỏ quạch, nhắm mắt mà uống cho đỡ khát. Trong đầu chỉ còn ý nghĩa, nếu không có chi viện, không đủ sức cản địch nữa, đợi chúng nó lên gần sẽ thí mạng quả nữa, nhất định không để chúng nó bắt sống mình. Toán vẫn còn. Bọn địch lao về phía anh, đã bị anh diệt bằng quả B-40. Toán bảo tôi, tao cảnh giới, mày đặt anh Liễu xuống lòng hào đá. Thi thể anh nhuộm đỏ máu, nửa đầu trên bị Đại Liên tiệt mất. Tôi kiểm tra túi áo anh, còn một gói nhỏ bọc ni lông không bị thấm máu phía trong. Đó là cuốn sổ ghi những điều đáng nhớ của anh. Đã có lần anh cho tôi đọc, trang viết cuối cùng, anh ghi tên những cá nhân chiến đấu xuất sắc giới thiệu với đảng. Tôi bế anh trên tay, máu tim anh nhuộm đỏ quần áo tôi, đặt anh nằm dưới lòng hào. Nơi anh nằm là đoạn hào phía đông 384, nhìn ra biển. Tôi nói thành lời, anh ơi, anh đã hoàn thành nhiệm vụ, anh hãy yên tâm mà ra đi, em sẽ quyết chiến đấu, trả thù cho anh. Nguyễn Tiến Liễu, chuẩn úy, bê trưởng, quê Kiến Sương, Thái Bình, nhập ngũ năm 1968, đảng viên, tổ trưởng đảng, người anh cả của chốt, đã anh dũng hy sinh, một người lính dũng cảm, một chỉ huy có tài, đã sống anh dũng và chết oanh liệt như thế đấy. Vĩnh biệt anh, chỉ có mình tôi. Không có một hình thức tang lễ nào giữa khoảng cách của hai trận đánh nơi chiến hào xả khói súng này. Tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu vĩnh biệt người anh, người đồng đội, đồng chí thân yêu nhất và thầm hứa sẽ quyết chiến đấu trả thù cho anh. Trở lại với thực tại, tôi nghĩ ngay đến chi viện. Cầm que vạch xuống đất viết chữ viện. Toán bảo không chắc gọi được viện đâu. Bọn phía sau có chi viện cho mình cũng phải đợi đêm. Xong tôi nghĩ tôi phải gọi. Đã là lính thì phải hỗ trợ cho nhau lúc khó khăn. Đâu có một đội thì phải chi viện cho 384. Tôi đứng ở khúc hào phía tây, nơi có con đường đi về chốt, nhìn xuống tổ thông tin K63. Bom đạn đã xóa mất cánh rừng nên tầm nhìn dễ dàng, song không thể cất tiếng gọi. Tôi cầm khăn quyết tử phất làm hiệu, không thấy gì, liền cầm một khẩu AK và một khẩu AR-15 giơ cao thành hai đường chéo, rồi chỉ về phía địch, ý nói khẩn cấp, xin chi viện. Lát sau, một người nhỏ nhắn đội mũ BG lao va khỏi hầm. Anh soạn đại đội trưởng đi họp về đợi chờ tối lên chốt. Mật được mật hiệu khẩn cấp của tôi, anh trở lại trận địa trong tầm quan sát của địch từ máy bay trên không, từ đồn Sodo nhìn sang. Tôi mừng rơn, nói ngay, ôi anh soạn, em đợi anh mãi, bộ đội hy sinh gần hết, cả anh Liễu cũng hy sinh rồi, anh về chỉ huy đi. Tôi hướng dẫn anh soạn thủ đoạn của địch, quy luật tấn công, cách đánh của ta. Anh chỉ ừ và nói, cố giam chân địch, tối sẽ có chi viện. Tôi bảo anh soạn, anh ở vị trí của em sẽ thay vị trí anh Liễu, vì em hiểu lối đánh của địch rồi. Khẩu Đại Liên của địch lại nhả đạn, tôi tranh thủ thay băng Trung Liên, đưa mắt nhìn xem số liệu đạn còn lại và nói với anh soạn, nó bắn Đại Liên là sắp tấn công, phải cẩn thận đấy anh soạn ạ. Nhìn sang, anh soạn đã chết từ lúc nào, ngồi sau gốc cây cụt trên bờ hào. Đạn Đại Liên bắn vào mặt, anh ngã đè lên súng, máu chảy thành vũng dưới chân. Như vậy là khẩu Đại Liên của địch đã giết mất cả hai người chỉ huy của chúng tôi, anh Liễu, anh Soạn. Địch lại ô a tấn công. Không còn kịp nghĩ gì nữa, tôi và Toán phối hợp càn địch. Toán vẫn khẩu B-41, tôi
ghi chặt bán Trung Liên, nghiến răng xiết cỏ. Cha tu là đây, lập công là đây. Tôi vừa bắn vừa khóc. Khóc vì thương đồng đội, căm tù lũ giặc. Khóc vì trong lúc khốn cùng, sẵn sàng chết. Khóc vì bị bỏ rơi nên uất ức. 384 bị cô lập, bộ đội chết gần hết mà lại không có chi viện. Tuyệt nhiên tôi không còn sợ sệt và chẳng nghĩ gì đến mạng sống và điều sống chết lúc này nữa. Đã chai sạn trong gian khổ ác liệt tận cùng. Giờ đây tôi không còn biết sợ là gì nữa. Trong tôi chỉ còn một ý nghĩ: phải giết nhiều, bắn mạnh, còn nguồn sinh lực trong người, còn chiến đấu trả thù cho đồng đội và đánh đến cùng. Bọn địch tạm rút. Tôi ra hiệu cho Toán, anh Soạn đã hy sinh. Toán, mắt đỏ vần vì giận dữ, anh nói với tôi giọng hằn học: thằng Minh, mày nhớ đây, 384 chỉ còn mày với tao, phải đánh đến giọt máu cuối cùng. Nếu không đủ sức cản địch nữa thì giật liều đạn mà chết chung với chúng nó. Thằng Nam Triều Tiên có bước qua xác bọn mình mới lấy được 384 này. Tao còn, mày còn, chốt phải còn, rõ chưa? Nói rồi Toán nhìn về phía bắc, tay cầm quả liều đạn giơ cao. Anh vẫy chào lần cuối: vĩnh biệt gia đình, vĩnh biệt quê hương. Điều đó lúc này cũng chẳng hề làm tôi mùi lòng, vì tôi cũng chờ cái chết đến bất kỳ lúc nào. Trời đã tối, trăng thượng tuần đã tỏa sáng phía tây. Tưởng được nghỉ ngơi như mọi ngày, nhưng bọn giặc lại tấn công. Tôi và Toán, hai người lính còn lại của 384, đã đối đầu với hàng trăm tên Nam Triều Tiên giỏi võ, khỏe mạnh. Trong khi chúng tôi đã kiệt sức vì 10 ngày đêm không ăn, không ngủ, chịu đựng qua tất cả các đợt oanh tạc ác liệt dữ dội của không quân và pháo binh Mỹ, hai người lính đã kiên cường trụ bám, khắc phục mọi khó khăn ác liệt, chiến đấu bẻ gãy tất cả các đợt phản công của địch. Đánh trận này là trận thứ bao nhiêu, giết bao nhiêu tên giặc, không biết. Hai người lính đã kiệt sức qua từng ấy ngày đêm gian khổ ác liệt, đã uống nước tiểu chiến đấu suốt ngày hôm nay, vẫn có mặt để bước vào trận gay go này. Xác định, sẵn sàng chết, nếu không bảo vệ được chốt nữa thì cũng bảo vệ được danh dự và khí tiết người lính. Tôi ghi chặt bắn Trung Liên, xiết cỏ, trước đường đạn, quân giặc ngã lia lịa, song chúng vẫn hèn nhau xông lên. Những phát B-41 của Toán vẫn nổ chính xác vào đội hình địch. Đạn trong băng hết, không còn đủ thì giờ để thay bằng khác. Tôi tung liều đạn tạo hàng rào lửa để có cơ hội nhặt súng khác. AK lại nhả đạn, khi tiến, khi lùi, lúc bên phải, lúc bên trái. Tôi tận dụng hết nguồn sinh lực trong người, cho dù trận này là trận cuối, cho dù phải trả giá đắt nhất cũng không uổng. Mình chết, chúng nó càng phải chết nhiều hơn. Bóng Toán chạy lại phía tôi: mày bốc hộ giúp tao mấy cái liều phóng, hết liều phóng B-41 rồi. Thật là gay, không làm theo lệnh Toán không được, nhưng làm thì chiến đấu làm sao. Tôi đành treo súng trên vai phải, bắn, tay trái cầm ống liều phóng, vừa bắn vừa cắn cho vỡ vỏ nhựa để lấy liều phóng cho Toán. Dù có phải gãy hết hàm răng cũng phải lấy bằng được liều phóng. Lúng túng trong hoàn cảnh, cùng lúc phải lo hai việc, vừa cản địch vừa cắn cho vỡ vỏ nhựa đựng liều phóng. Thật hiếm có ai đánh địch trong hoàn cảnh như tôi. Bỗng một tiếng nổ rất lớn, trước mắt tôi bùng lên cả một quầng lửa đỏ lòe. Tôi có cảm giác như bị nâng lên rồi rơi xuống vực thẳm. Từ đó tôi không hề hay biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm giữa bãi đất bột, một khoảng trời nho nhỏ trên đầu. Tôi hiểu ra tôi bị rơi xuống hố bom trong lúc quả đạn nổ. Đạn gì thì không rõ, và bị hất từ đó. Súng mất vì treo ở vai phải nên bị văng mất ống nhựa đựng liều phóng B-41 vẫn còn trên tay. Một đầu đã nhai nát, đầu hàm răng, không còn một tấc sắt trên tay. Toán đâu? Sống hay chết? Có rất nhiều tiếng nói trên đầu. Địch đã tràn lên chốt, không còn làm gì được hơn nữa là rút. Phải rút hết sức bí mật, kẻo chỉ cần một quả lựu đạn hoặc một loạt đạn vu vơ vào lòng hố bom này, trườn khỏi hố bom, rút xuống tổ thông tin K-63. Hai người lính thông tin chắc đã hiểu ra sự việc. Họ sốt sắng hỏi: tình hình sao rồi? Nhìn hai người vẫn an nhàn ngồi đây, trong khi bộ đội trên chốt đã chết hết, mong đứt hơi không có chi viện, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi chửi họ thậm tệ, người có tuổi kéo tôi vào hầm. Sao cậu lại chửi chúng tôi như vậy? Có gì bình tĩnh nói đi nào. Lính mới mà đã ăn nói như vậy kìa. Tôi càng sôi máu thêm, vừa nói vừa khóc. Thì anh bắn chết tôi đi. Tôi sống làm gì khi không trả thù được cho anh em tôi? Còn một mình tôi không làm gì nổi. Yêu cầu các anh chi viện, tại sao các anh làm ngơ? Người ấy nói rằng:
Chúng tôi có hai người, một làm việc, một bảo vệ máy, không thể bỏ máy cầm súng chiến đấu được. Tôi nói, máy các anh to hơn 384 của chúng tôi à? Chúng tôi phải đảm bảo thông tin liên lạc từ sở chỉ huy xuống chốt và ngược lại. Bây giờ các đồng chí cho biết ý kiến về sở chỉ huy đi. Đừng cãi vã nữa. Thằng địch nó ở sát sườn kia. Phải đảm bảo bí mật kẻo nó đụt cho bây giờ. Phòng có ích gì đâu. Tôi chợt nhớ ra. Nếu chi viện kịp thời thì đêm nay đưa bộ đội lên chốt dễ dàng. Về đêm có điều kiện làm lại trận địa. Chắc gì thằng địch nó ở lại ban đêm vì không có hầm trú ẩn. Tôi nói. Các anh điện về sở chỉ huy giúp. Đề nghị trên cho thêm người chi viện. Một mình tôi không giữ nổi chốt. Bộ đội đã hy sinh hết. Mình tôi là người cuối cùng. Tôi xin nước uống. Họ nói đã hết nước và chịu khát từ lâu. Nói rằng tôi ngồi đây đợi họ đi lấy nước uống. Nhưng khi cơn khát đang dày vò, đã phải uống nước tiểu cả ngày rồi. Ngồi đây đợi thì sốt ruột, chịu sao nổi. Tôi liền danh phần đi lấy nước. Tụt vách đá, lao bừa trong đám gai góc, sò sệt lần mò dưới khe về đêm tối như hũ nốt, ngổn ngang những cây đổ vì bom pháo. Thời khi có cảm giác mát lạnh dưới gan bàn chân. Nước đây rồi, chẳng kể gì bẩn sạch. Tôi bỏ sát đất, vụt mặt sụt vũng nước chỉ lai láng, uống một hơi đá đời. Đứng dậy nhổ hết lá mục bùn đất trong miệng, rồi mới lần sờ vào phía bên trong. Vũng nước sâu hơn, chảy ra từ lòng núi. Tôi tiếp tục uống cho thỏa thích, cho bỏ những cơn khát cháy họng phải uống nước tiểu. Tôi múc một can nước đầy, xách lên tới khỏi bờ khe, giơ lên cao mà nhìn ánh sáng mờ của trăng thượng tuần. Thấy nước cũng đục ngầu như nước cà phê. Vậy mà hai người lính thông tin vẫn uống ngon lành. Người lính thông tin có tuổi, tên Hạng, nói: Sở chỉ huy trung đoàn đã nhận được điện của cậu, biểu dương tinh thần chiến đấu của cậu. Nội trong đêm nay sẽ có chi viện. Hai chúng tớ và cậu tiếp tục ở lại để chờ chi viện. Người lính ít tuổi tên Bộ, anh Hại trượng máy, anh Bội gác, họ giục tôi đi ngủ. Nếu đói thì lại ăn. Tôi nhờ họ khoảng nửa đêm báo thức, vì tôi tự cho phép mình chỉ được giải lao, chưa thể được nghỉ ngơi. Tôi rút vào vách hầm, nằm ngủ. Có người lính thông tin gác cho giấc ngủ của mình. Cảm thấy rất hối hận vì đã chốt nặng lời với họ. Cầu mong các anh ấy thông cảm, cũng vì nhiệm vụ mà thôi. Nửa đêm, họ đánh thức tôi dậy. Nghĩ đến chốt, tôi bừng tỉnh. Còn toán, chưa rõ ra sao. Tôi phải trở lại xác minh cụ thể. Không thể yên thân một mình được. Một mình tôi trở lại chốt. Trên đỉnh đồi toang hoang sờ xác, không một tiếng dế kêu, không một động tĩnh nhỏ. Liệu thằng địch có trên đồi không? Tôi lăm lăm khẩu súng trong tay. Nếu có động sẽ dễ phản ứng hơn vì ban đêm. Tôi nhặt những hòn đất nhỏ, ném về nhiều phía. Không có gì. Xác anh Liễu, anh Soạn vẫn nguyên. Toán đã hy sinh. Có lẽ hy sinh vì quả đạn nổ khi tôi bị văng xuống hố bom. Trở lại tổ thông tin, tôi và anh Bội bàn và nhận định. Địch không ở lại trận địa vì một, nó tưởng ta rút đi, bẫy nó để dập pháo. Hai, hầm trú ẩn và hầm chiến đấu hỏng hết. Nó ở lại ban đêm sẽ bất lợi nếu nó rút. Điều kiện này đưa bộ đội lên thuận lợi vô cùng. Tôi cũng thêm sốt ruột vì chờ đợi. May rồi, đã gần sáng vẫn không thấy gì. Chúng tôi bàn tạm rút xuống trần chốt, nơi bếp anh nuôi. Không thể ở đây giữa ban ngày được. Định gì thì xuống đó liệu tiếp. Tới bếp anh nuôi, thấy chính trị viên Truân và bộ phận chi viện ngồi đó, nói rằng đợi khẩu cối 61. Trời ơi, họ có biết tôi mong họ như thế nào không? Trong lúc tôi chiến đấu đơn độc lẻ loi thì họ vẫn ung dung thế này đây. Là chiến binh, chiến đấu không chỉ bằng ý chí, bằng lòng dũng cảm, bằng lòng trung thành với tổ quốc, nhân dân, còn phải bằng cả lương tâm trung thực nữa kia. Kẻ hèn nhát đã khốn nạn tới mức vô nhân đạo, bỏ mặc đồng đội gặp khó khăn. Đồng đội chết hết vẫn làm ngơ, còn được bệnh ra lý do để hợp lý tình huống, tránh đòn trừng phạt của kỷ luật quân đội. Giữa những đồng đội đã hy sinh so với hạng người này, sao mà khác xa đến vậy, trái ngược đến vậy. Xong tôi phải im, nghĩ đến bài học kiểu tối hôm qua với anh Bội, anh Hạng. Vì tôi chỉ là binh nhì, thắng sau được lý luận của thủ trưởng cao cấp nhất đại đội. Hỏi tôi về tình hình chốt xong rồi, chính trị viên Truân tuyên bố rút. Đánh hay rút là do ông Truân quyết định, ông Truân chịu trách nhiệm. Tôi chỉ là binh nhì, nào tôi có thẩm quyền gì lúc này được nữa. Tôi đành chịu lỗi với bầy liệt sĩ, bầy người đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn hóa thân vào lòng đất, nằm lại với ngọn đồi 384. Những đồng đội của tôi đã sống anh dũng, chết vẻ vang cho tổ quốc, non sông, cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, mà phải phơi xương trên ngọn đồi,
ngoài tôi ra không ai biết, không ai chôn cất. Nỗi xót xa dày dứt này chỉ có tôi, một chiến binh, một tay súng đã kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, chiến đấu cùng các anh mới phải trực tiếp gánh chịu trước trách nhiệm tìm đồng đội mà thôi. Câu chuyện về ngọn đồi 384 và kết cục là như thế đấy. Chỉ có những ai lính chiến trường đã trải qua những ngày khói lửa mới hiểu và đồng cảm cho những suy tư dày dứt của tôi. Một chiến binh nặng tình với đồng đội và mãi mãi khắc sâu trong ký ức, kỷ niệm chiến trường. Phải sống, chiến đấu, chịu đựng trong những ngày khói lửa chiến trận mới thấy được vị đắng của chiến tranh và hiểu hết được nghĩa thuật của chiến tranh là như thế nào. Sau những ngày khói lửa sống, chiến đấu trên cao điểm 384 đã cho tôi bài học lớn của người lính giải phóng quân trên chiến hào diệt Mỹ. Sống căm thù, sống yêu thương. Tôi đã từng nổ súng, xông pha qua nhiều trận đánh trên chiến trường Bình Định, Gia Lai, nhưng kỷ niệm về cao điểm trận địa và những đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh thì không bao giờ quên được. Những dòng nhật ký trên đây để nhớ về kỷ niệm ngày khói lửa, như để cáo lỗi với 8 người đồng đội thân yêu, cũng là để thắp lên một nén nhang trước linh hồn các anh, những con người mà tôi rất cảm kích, tôn thờ. Trước những tâm hồn cao thượng, nguyện sống xứng đáng trước các anh, quyết không làm hổ thẹn danh dự đồng chí của các anh. Vì tình đồng chí, đồng đội là thiêng liêng cao cả. Sau chiến tranh, tôi may mắn trở về, thầm hứa sẽ làm nốt những việc mà trong chiến tranh không làm được, đưa hài cốt các anh về quê hương. Có làm được điều đó tôi mới hoàn thấy nghĩa vụ tình đồng đội. Vì món nợ tình đồng đội thì không lấy gì trả được. Mãi mãi nhớ về kỷ niệm 10 ngày đêm sống, chiến đấu trên cao điểm 384 và 8 đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh nằm lại với ngọn đồi. Nguyễn Tiến Liễu, Đồng Văn Soạn, Nông Văn Thu, Nguyễn Văn Du, Kiều Minh Toán, Hà Văn Bình, Đào Duy Hiền, Trần Văn Chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nhật ký cao điểm 384. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.